Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Top Game Live. Và hôm nay của bạn sẽ có video trải nghiệm một tựa game mobile vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam có tên gọi là Ngự Long Cửu Thiên đến như là hành Traveler. Đây là một con game nhập vai lấy chủ đề huyền huyễn. Và bây giờ chúng không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vào game để khám phá con Ngự Long Cửu Thiên này nhá. Các bạn sẽ có các cái môn phái ở đây. Nó đặt tên theo một kiểu môn phái võ lâm đấy anh em. Chúng ta có môn phái đầu tiên đó là Thiên Vương này, một môn phái cầm đao. Môn phái hai là một môn phái có tên gọi là Thần Xạ Cầm Cung. Độ khó một sao, công mạnh của công xạ kích. Môn phái thứ ba đó là Minh Giáo. Các bạn này có cánh nhá. Game này không phải game kiếm hiệp nha mọi người nhá. Chẳng qua để tên nhân vật là kiểu dạng võ lâm thôi, chứ còn mình thấy là cái kiểu cánh cùng này chắc chắn là dạng huyền huyễn tiên hiệp rồi. Minh Giáo này. Môn thứ tư đó là Tiêu Dao, độc thương trị liệu quần công. Được cái game này thì có đến 6 lớp nhân vật ban đầu để bạn lựa chọn. Thứ năm đó là Võ Đan. Đây là Võ Đan. Thật ra thì chả ra chất Võ Đan gì cả, chỉ có cầm kiếm và cánh thôi. Và cuối cùng đó là Thiếu Lâm. Đấy, như vậy là các bạn sẽ có 6 môn phái để các bạn lựa chọn như thế này. Thì có lẽ mình sẽ chơi cái Thiếu Lâm này. Cảm giác là cái đồ họa game này quen lắm, hình như mình đã từng chơi ở đâu rồi ấy. Cái kiểu lớp nhân vật Thiếu Lâm Ma này mình hình như mình đã từng giới thiệu với anh em ở trong một tựa game nào đấy rồi. Mình không nhớ nữa. Đấy, còn tên game này là Ngự Long Cửu Thiên nhá. Nói chung bây giờ game nhập vai mà kiểu mì ăn liền như kiểu con này nè, nó cũng na ná nhau thôi mọi người ạ. Gameplay code kiểu chung một nguồn hết. Rồi, chúng ta sẽ vào game đi. Các bạn sẽ có một con game có đồ họa full 3D. Đấy, chất lượng hình ảnh là bằng Unity thôi. Bảo là bom tấn các thứ thì không phải nhá. Dạng đồ họa tầm trung thôi mọi người ạ. Được cái là nó full 3D rồi, các cái hiệu ứng chiến đấu thì có vẻ cũng khá là đẹp mắt. Đấy, mình sẽ mở hết cấu hình lên nhá. Nói chung là nó chỉ như vậy thôi này. Rồi, được trải nghiệm các kiểu VIP 10 luôn. À, có một ưu đãi đó là game này thì các bạn nó sẽ tặng cho bạn sẵn VIP 10 luôn nhá. Vào game là VIP 10 luôn. Cũng là một cái hay ho. Đấy, các bạn không cần phải làm gì, một phát VIP 10 luôn mọi người ạ. Tôi vào phát VIP 10 luôn. Đây cũng là game này nó thu hút anh em game thủ. Chứ còn nói thật với anh em là về gameplay ấy, nó không có gì quá là một đặc biệt cả. Vẫn là một cái gameplay rất là mì ăn liền. Chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ ban đầu rồi lên dần cấp, mở khóa các tính năng. Và cái cơ chế thì nó auto hoàn toàn rồi. Các bạn không cần phải làm gì cả. Sau này các bạn sẽ tập trung vào việc là mạnh hóa nhân vật thông qua rất là nhiều tính năng, cũng như là tham gia các hoạt động hàng ngày thôi. Đấy, về cơ bản là như vậy. Rồi, đi làm nhiệm vụ nha. Game lồng tướng đầy đủ này. Đấy, các bạn thấy là được cái hiệu ứng vì nhìn rất là bắt mắt. Đấy, nó màu mè, nó rực rỡ. Còn chất lượng nếu mà so kỹ với vào thì chất lượng hình ảnh thì nó thuộc dạng tầm trung thôi. Đấy, làm bằng Unity, bạn thấy là răng cưa các thứ, độ chi tiết nó sẽ không quá cao. Được cái là nó nhẹ nữa. Game này nó rất là nhẹ. Đấy, rồi đây chúng ta có phải bảng. Đây, bảng kỹ năng này. Có kỹ năng chủ động, kỹ năng bị động, rồi kỹ năng thiên phú. Các tính năng nó mở dần. Đây, chúng ta mở tính năng ra. Đại quang này, các tính năng nó sẽ ẩn ở trong cái bảng menu này. Nhân vật kỹ sủng này, các bạn thấy tăng cấp kỹ sủng này. Đấy, tăng sao lên. Rồi, sau đó chuẩn bị có thú cưỡi. Level 30 thì chúng ta sẽ có thú cưỡi nhá. Các tính năng mở dần dần. Rồi, bảo thạch này. Cái lắp ngọc cho trang bị này. Đấy, các này lắp ngọc vào trang bị. Cái này quá quen rồi, bạn nào chơi game nhập vai nhiều sẽ biết. Rồi có thể tăng cấp ngọc này. Rồi có cả khắc văn. Đấy, các bạn khắc văn vào. Nói chung là cũng khá là quen nhỉ. Không có gì quá đặc biệt. Đây, hệ thống VIP này. Được cái là free VIP 10 cũng là một cái rất là hay. Cậu có thể kiên trì được bao lâu đây? Đấy, các cái sự kiện trong game để mình xem còn gì nữa không nhỉ. Nói chung nó chỉ vậy như vậy thôi anh em ạ. Đây, phần tải game. Ở đây thì mình vẫn đang tải thêm dung lượng game nhé. Con game này thì nó khoảng hơn 1 GB thôi, khá là nhẹ. Cấp 80 thì chúng ta sẽ có kiểu tình duyên. À, các bạn thấy không? Được cái là hiệu ứng chiến đấu nhìn rất là màu mè, hoành tráng. Bạn nào mà thích kiểu lại những con game nhập vai mà có những cái kỹ năng chiến đấu hoành tráng ấy, thì thấy là cái con Ngự Long Cửu Thiên này nó làm khá là tốt. Sinh tử khởi diệt. Đây, quá. Lời của chúng sinh. Bấm nạp 5.000 được tăng thẳng cấp 60 luôn. Nhưng game này đúng kiểu pay to win luôn anh em nhé. Cái dạng game mì ăn liền, mình nói thẳng luôn là game này game mì ăn liền. Nhưng mà có nhiều bạn lại thích kiểu mì ăn liền này bởi vì nó nhanh, đơn giản, không phức tạp. Chơi trên mobile được. Chúng sinh. Các tính năng nó mở dần dần này anh em này.
Nhưng chúng sinh Đó, có sắp có chẳng cánh linh khí các thấy thứ. ta. Đó, nó mở rất là nhiều tính năng hoạt động nhá anh em nhá. Rồi có cả những hoạt động lên server nữa, hoang thú lên server, chiến trường lên server, boss lên server, huyết chiến thiên hạ, thông thiên lên server. Lúc ta không có ở đây, nhiều hoạt các động ngươi đừng có nhớ lên ta server mãi phết đấy chứ, đùa đâu. À, game này hình như là có cả cày được nam nhân bạc tình bạc nghĩa luôn hơn hình như là nữ cày trong được một nhà. đây game này thì có sẽ có cái tính năng kiểu các bạn game và tiền này thì có thể quy đổi các bạn sẽ trong quá trình các bạn đánh quái các thứ thì các bạn thể cày được tiền nhé. Sao cảm giác con này quen đấy nhỉ, hình như mình đã từng review rồi ấy. Đấy, thì các bạn sẽ được được cày tiền miễn phí, bình thường là phải nạp nhưng mà các bạn hoàn toàn Nam thể nhân cày được bạc tiền tình trong bạc con nghĩa game luôn này và hơn sát nữ này đủ trong thì một các bạn thể thời. đổi. À, bạn thể quy đổi vào. À, quy đổi tiền luôn. Lòng người nặng cũng là một cái gì đấy mình chúng thấy là nhân lại cũng không tự khá là biết hay, mình tức là con game này có free đi VIP 10 này. tiếp người. Rồi lại còn cho người chơi tặng cày tiền miễn phí mà không phải nạp này. Người nói đấy thì khi nào cũng đánh người là một ngây cái ngỗng lại như rất là hay của con Ngự Long Cửu Thiên này. Nhất thời có biết nó gọi là đây là cái sự khác biệt mà mình nói đến. Sự khác biệt của con game này so với rất nhiều con game khác. Đấy, free VIP 10 rồi có thể nạp miễn phí, tức là các bạn có thể cày tiền được. Đây, đủ tiền này các bạn có thể mua Linh Ngọc. Đấy, các bạn nhận được Linh Ngọc này. Đấy, cái Linh Ngọc này chính là cái tiền trong game, rồi sau các bạn tiền trong game này các bạn có thể mua các cái vật phẩm này. Đó, các bạn thấy không? Nó rất là ngon luôn. Ui, hay nhỉ? Được đấy, game này nó có quả cày tiền này mà không cần phải nạp này. Khá là ngon. Rồi, ta sẽ có nạp điểm này. Cửa hàng này, đây là phần voucher này. Đấy, các bạn có thể mua vật phẩm ở đây nhá. Đấy, hoàn toàn miễn phí luôn nè anh em ạ. Khá là ngon đấy. Khá là ngon đấy anh em ạ. Đây, mua vật phẩm này mình có thể tiền này, mình có thể mua các vật phẩm ảo hình này, các thứ này, đồ thời trang, thứ hoàn toàn miễn phí luôn bởi vì tiền này mình có thể cày được này. Nông cạn. Đấy. Mục đích của ta không cần các ngươi suy đoán và lý giải. Ồ, hay nhỉ. Nói chung là cái con em này hình như mình đã từng chơi rồi á, mình không nhớ lắm nhưng mà mình quen lắm. Một mình mình đã từng chơi rồi. Cũng có tiếng đẹp bự. Rồi dùng ngay này. Rồi tiếp tục nha. Level 50 chúng ta sẽ mỗi được ngọn cánh. Cỏ. Ngoài ra game này thì các bạn làm tiền phát là lên cấp nhanh hơn. Mỗi game này công khai là này. Các bạn nam nhân bạc tình nạp tiền nữ thì sẽ một lên cấp nhanh. Lên cấp luôn và ngay luôn. Đấy, đây cũng là một cái mà anh em hay gọi là đúng kiểu nam pay to win luôn, đúng nghĩa luôn đấy mọi người ạ. Luôn hơn nữ nhân một bậc. Đây, mình cày được 16.000 trên 1 triệu đây này. À 160.000 trên 1 triệu nhé. À đâu, bao nhiêu nhỉ? 160.000 trên 1 nam triệu. Nhân bạc tình bạc nghĩa luôn hơn nữ nhân phải công một nhận bậc. Là con game này đã giống con game mà mình đã từng trải nghiệm rồi, y hệt luôn, cũng có kiểu cày tiền nhảy. Nam nhân bạc tình bạc Ôi, bây nghĩa giờ game nó nhiều quá rồi mình không thể nữ nhớ nhân nổi anh một em ạ. Bậc. Nhưng bạn nào mà chưa chơi thì có thể tải và chơi thử cái con Ngự Long Cửu Thiên này. Đấy, game có cái tính năng gọi là free VIP 10 rồi cày tiền nhảy thì mình thấy là khá là hay. Còn tất nhiên là muốn mạnh nữa thì các bạn sẽ phải nạp rất là nhiều nha. Khởi lời của chúng sinh gian vọng bên Ôi, tai xem còn ta. Gì nữa không? Nói chung là game nó nhưng chỉ như vậy thôi anh em ạ. Nó chẳng không có quá nhiều ta. Chiều sâu đâu. Tôi nói thật với anh em là nó không có quá nhiều chiều sâu về mặt gameplay đâu. Dạng game mía liền này thì nó sẽ không quá nhiều chiều sâu. Sinh tử là cái hiện tại thì game khá là đông vui người chơi. Lời của chúng sinh gian vọng bên tai ta. Level 2 thì chúng ta sẽ nhưng mở chúng sinh tính năng thiên ta. Thư. Rất nhiều tính năng luôn mọi người ạ. Người, hay làm sao để mạnh hơn thì xem, các bạn bấm vào nhá. Xem cái như gì là xem. Bạn tăng cấp cánh này. Đây, cày được 3.000 linh ngọc rồi tăng cấp sủng vật này. Chỉ mong các thành kinh dương càng rồi chúng ta có nắng. Tiếp tục tăng cấp thú cưỡi này. Đấy, kích hoạt thú cưỡi mới này. Nó sẽ biến đổi hình dạng thú cưỡi, nâng cấp các kiểu lên. Rất nhiều tính năng luôn mọi người ạ. Nhất thời có biết bao người nhưng mà khi các bạn thấy là vui, game nó hướng dẫn nạp rất là nhiều đúng không? Rồi tăng cấp linh khí này. Đây phần nhân vật thì chúng ta sẽ có phần thành tựu. Để thử thành tựu này. Nó chỉ như vậy thôi. Nói chung là cũng không có gì đặc biệt lắm. Tóm lại thì bạn nào mà thích game MMORPG rồi thích sức một con game có đồ họa full 3D. Đấy và bên cạnh đấy cái điểm đặc biệt của con Ngự Long Cửu Thiên này đó là phần tặng free VIP 10 cũng như là cày được tiền. Ở đây phần chiến trường đây, chiến trường Long Hổ chia ra hai bên đánh nhau.
Rồi, BK, cái game để cho anh em xem thử BK nhá. Và thấy là hiệu ứng trường pháp ngập màn hình, tất nhiên là ông nào lực chiến to hơn thì ông ấy ăn thôi. Rồi, các để khảm bảo thạch các thứ này, tăng cấp bảo thạch này. Rồi, khảm bảo thạch, rồi tăng cấp bảo thạch. Tăng cấp bảo thạch lên. Đấy. Rồi các bạn sẽ đi PK nhá. Đây là phần PK cho anh em xem luôn. Đơn giản vậy thôi. Ok thì cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng nhá. Bạn thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tô Game Live. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.